Đây, mình chào tất cả các bạn đã đến kênh YouTube của miền Tây Đổi Mới nha. Hôm nay mình chia sẻ với các bạn về xà lan nha các bạn. Đây, chiếc này đang quẹo ra cái ngã ba nha. Rồi, đang lấy qua bên kia. Nước giờ này đang đứng đứng nha các bạn. Như trong bờ mấy bên đây. Qua tới bên đó cái máy quẹo về hướng qua mấy bên đây ha. Cái chân cái ngã ba này cũng rất là rộng luôn à. Cái chân chỗ này chỗ nào mình cũng không biết luôn. Vì lần đầu tiên mình tới đây mình quay chia sẻ với các bạn đó. Bên kia thì bên qua bên cây cầu bên đó thì có cái núi nha. Đó cái gì núi gì cũng không biết luôn. Lần đầu tiên mình đi cái đường ruộng như thế này nè. Đâu rồi? Qua cái bùng binh bên đó rồi. Đây, đủ cái mũi ra đây nè các bạn ơi. Các bạn nhấn đăng ký like ủng hộ cho mình nữa nha. Này chứ bên này lấy đá đá mạc. Đá 12 nha. Lên ra từ cái ngã ba. Nước giờ này lúc này đứng đứng rồi nha các bạn. Đây là xà lan này ở Cà Mau ha. Cà Mau nha các bạn. Chiếc này cũng nhỏ, không có lớn lắm đâu ha. Ra ngoài đầu cây cầu ngoài kia qua cái ngã ba xong mới giữ nữa.